kể rằng vùng núi Quân Yên có nàng con gái tuổi đồ thần tiên, tài sắc vẹn nhiên quên hết tình riêng sống trần mọi miền dẹp quân giặc cuồng điên. Kìa đôi guốc ngà thật là nhỏ bé mà quân thù khiếp sợ, bà cưỡi trên lưng voi nhị kiều nữ tướng trông thật là oai, giặc ngu sợ chết từng ngày, tấm gương oanh liệt triệu ba đời. Ngọn cờ vàng chống giặc ngoại xâm, quê hương Thanh Hóa chiến công lẫy lừng. Ba triệu là triệu thi chính, cưỡi cơn gió mạnh đạp con sông dữ chém các kình biển đông. Anh hùng liệt nữ rạn non sông, quân Ngô kinh hồn bạc vía, bà vương. Ôi ngưỡng mộ thay tấm lòng đứng đầu hy sinh, toàn dân Việt nhớ triều kỳ chính đời đời. Kể rằng vùng núi Quân Yên có nàng con gái tuổi đủ thần tiên, tài sắc vẹn nhiên quên hết tình riêng sống trần mọi miền dẹp quân giặc cuồng điên. Kìa đôi thật là nhỏ bé mà quân thù khiếp sợ, bà cưỡi trên lưng voi nhị kiều nữ tướng trông thật là oai, giặc ngu sợ chết từng ngày, tấm gương oanh liệt triệu ba đời sống. Ngọn cờ vàng chống giặc ngoại xâm,